xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Trâm Handpen Cuộc Sống ở Hà Lan. Thì mình đang ở trên cánh đồng hoa tulip, nhưng mà không có được đi vô trong những cái luống hoa, chỉ đứng bên ngoài thôi. Nên mình cũng quay sơ sơ để các anh chị và các bạn xem cái mùa hoa tulip của năm nay